Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình sẽ có những nội dung chính. Khai mạc hội nghị khoa học quốc tế gặp gỡ Việt Nam lần thứ 11 với sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi với tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm nay đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Khoảng 16.000 đến 17.000 người đang chấp hành án phạt tù sẽ được hưởng đặc xá trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 7 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức Iuta Fraser, Đại sứ Mỹ Bruno Angele, Đại sứ Phần Lan Kimmo Lajevieta đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao đóng góp của các vị đại sứ vào việc tăng cường quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước Đức, Bỉ và Phần Lan, cũng như với Liên minh châu Âu, đồng thời mong muốn các đại sứ sau khi kết thúc nhiệm kỳ trên cương vị mới tiếp tục dành tình cảm và sự ủng hộ đối với Việt Nam. Các vị đại sứ khẳng định, khi quay trở về nước tiếp tục nhận nhiệm vụ công tác, các đại sứ vẫn dành sự quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và nước sở tại trên mọi lĩnh vực. Ngày 20 tháng 7, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đã diễn ra lễ khởi công công trình Tổ hợp không gian khoa học và chính thức khai mạc gặp gỡ Việt Nam lần thứ 11. Sự kiện này là nơi trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực vật lý và thiên văn. Tổ hợp không gian khoa học đầu tiên trong cả nước đã chính thức được khởi công với thời gian hoàn thành dự kiến là năm 2017. Công trình bao gồm nhà mô hình vũ trụ, bảo tàng khoa học và đài quan sát thiên văn. Được xây dựng trên tổng diện tích sàn hơn 12.000 m2 với tổng kinh phí đầu tư hơn 171 tỷ đồng. Đơn vị sáng lập và phát triển dự án về mặt khoa học là Hội Gặp gỡ Việt Nam, giáo sư Trần Thanh Vân và các cộng sự quốc tế. Tại Quy Nhơn, chúng tôi đã có một nơi để cho các nhà khoa học đến đây làm việc, trao đổi với nhau. Nhưng mà ngoài chuyện làm việc giữa những nhà khoa học, chúng tôi luôn mong mỏi là tôi là những nhà khoa học, chúng tôi muốn đưa khoa học đến quần chúng để làm sao tạo tầng lớp khoa học trong tương lai. Ngay sau lễ khởi công, phiên khai mạc gặp gỡ Việt Nam được bắt đầu với phần trình bày ấn tượng của giáo sư Lưu Lệ Hằng. Khoa học tiến lên như thế nào? Những hình ảnh tuyệt đẹp được gửi về từ tàu vũ trụ tự hành New Horizon của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, hình ảnh bình nguyên băng trên sao Diêm Vương, hay chính xác hơn là Diêm Vương Tinh. Đây chỉ là một trong hàng hà sa số các vật thể đá và băng trong vành đai Kuiper mà hai nhà khoa học Viện Công nghệ Massachusetts nước Mỹ, David Jawitt và Lưu Lệ Hằng đã khám phá. Một kết quả nghiên cứu đã được trao hai giải thưởng quốc tế danh giá, được so sánh như giải thưởng Nobel Thiên văn, giải thưởng Kapli và So năm 2012. Nó thay tất cả những gì mình nghĩ về cái hệ mặt trời. Hồi trước mình tưởng là đến từ Pluto là thôi, từ Pluto đi ra nữa là thì không có gì khác hết. Bây giờ mình tìm ra biết là không phải, đó không phải là sự thật. Có trong từ Pluto chỉ là một cái trong cả cái vành đai Kuiper. Chỉ có vậy thôi, cái khu đó thì thật là nhiều đồ lắm. Nên không phải là chỉ có Pluto, có 10, 100 ngàn các đồ khác y như Pluto. Cùng với tổ hợp không gian khoa học, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành được thiết kế đóng vai trò trung tâm trong tổng thể cấu trúc mạng quy hoạch tổng thể trong tương lai của khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn công trình sẽ trở thành nguồn cảm hứng và động lực cho giới trẻ yêu khoa học cả nước. Và không chỉ là cầu nối khoa học, công trình còn có ý nghĩa đối với sự phát triển chung của đất nước. Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 11 có sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó có hai giáo sư đạt giải Nobel vật lý. Chuỗi các chương trình sẽ diễn ra từ hôm nay cho đến hết ngày 25 tháng 7. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự lễ công bố quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và khởi công dự án khu đô thị du lịch văn hóa thể thao Hồ Phú Hòa. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao quyết định quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 cho tỉnh Bình Định. Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, phạm vi quy hoạch có diện tích khoảng 67.700 ha,
với mục tiêu đến năm 2025, thành phố Quy Nhơn trở thành một trong các đô thị trung tâm vùng duyên hải miền Trung, phát triển theo định hướng công nghiệp, cảng biển, dịch vụ và du lịch. Cũng trong chiều cùng ngày, dự án khu đô thị du lịch văn hóa thể thao Hồ Phú Hòa có diện tích 325 ha với tổng vốn đầu tư là gần 7.000 tỷ đồng đã được khởi công. Sau khi hoàn thành, khu này sẽ có quy mô dân số trên 13.000 người và có đủ các chức năng phục vụ du lịch, tổ chức các hoạt động văn hóa và bố trí các công trình thể dục thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện, thi đấu trong và ngoài tỉnh Bình Định. Ngày 20 tháng 7, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã công bố báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam. Trong báo cáo có tiêu đề điểm lại, Ngân hàng Thế giới cho biết kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi với tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP ước đạt 6,28% trong nửa đầu năm nay, mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, báo cáo này cũng cảnh báo rằng nợ công của Việt Nam tăng nhanh sẽ tạo gánh nặng lớn cho ngân sách và tiến độ cơ cấu của các doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với kỳ vọng. Theo báo cáo điểm lại, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,28%, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 5 năm qua. Con số này cùng kỳ năm ngoái chỉ là 6%. Sự phục hồi này, theo Ngân hàng Thế giới, chủ yếu là nhờ vào kết quả tích cực trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng. Tuy nhiên, sự phục hồi kinh tế lại không đồng đều, tiến độ cải cách doanh nghiệp chưa tương xứng với kỳ vọng. Đến hết quý 1 vừa qua, mới cổ phần hóa được 29 doanh nghiệp nhà nước, so với mục tiêu là 289 doanh nghiệp đề ra cho cả năm nay. Việc xử lý nợ xấu của các ngân hàng cũng còn nhiều vướng mắc. Trong lĩnh vực ngân hàng, cải cách đã có nhiều tiến triển, đặc biệt trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập. Nhiều vụ sáp nhập và mua lại các ngân hàng nhỏ đã được thực hiện bởi các ngân hàng thương mại có quy mô lớn. Tuy nhiên, lại thiếu một khung pháp lý đầy đủ cho công ty quản lý nợ xấu VAMC và nguồn vốn hạn hẹp cho VAMC là trở ngại cho việc xử lý nợ xấu. Báo cáo điểm lại dành một phần quan trọng để đánh giá về thị trường lao động Việt Nam, mô tả chi tiết về sự dịch chuyển lớn trong lao động từ nông nghiệp gia đình sang sản xuất công nghiệp, dịch vụ, doanh nghiệp tư nhân trong nước và nước ngoài. Thực tế này cũng đòi hỏi Việt Nam cần đổi mới về đào tạo nghề cho lao động trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của các quốc gia trong khu vực về thu hút đầu tư. Cải cách phương thức và nội dung dạy nghề để phù hợp với yêu cầu thực tế của thị trường lao động hiện nay, những Samsung, Intel hay những công ty nước ngoài họ cần lao động có kỹ năng gì? Tôi muốn nhấn mạnh rằng kiến thức trong trường đại học là chưa đủ. Kiến thức về nghề nghiệp và thực hành mà các trường nghề cũng rất quan trọng, nên sự cải cách cần triển khai ở cả hai lĩnh vực này. Việt Nam đã có vị trí tương đối trong chuỗi cung ứng toàn cầu. So sánh với khoảng 20 năm trước đây, Việt Nam hiện nay đã xuất khẩu nhiều sản phẩm đa dạng hơn tới nhiều thị trường nước ngoài hơn. Nhiều người lo ngại rằng Việt Nam có thể rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Tôi cho rằng Việt Nam cần cải cách mạnh mẽ hệ thống pháp luật, chú trọng hơn nữa vào khu vực tư nhân trong nền kinh tế thị trường và đảm bảo cạnh tranh công bằng. Ngân hàng Thế giới cũng cảnh báo nợ công của Việt Nam tăng nhanh trong những năm gần đây, tạo gánh nặng lớn hơn cho ngân sách. Về trung hạn, triển vọng kinh tế của Việt Nam được đánh giá là tích cực, nhưng đi kèm nhiều rủi ro. Cán cân thương mại dự báo sẽ bị thu hẹp trong năm nay do tăng trưởng xuất khẩu chậm lại, trong khi nhập khẩu gia tăng. Một trong những nút thắt lớn của nền kinh tế nước ta hiện nay có thể nói là vấn đề nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Anh nhìn lại cả một quãng thời gian dài vừa qua, thì nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam chưa bao giờ xuống dưới mức 3% so với tổng dư nợ. Nhưng mà từ nay đến tháng 9 sắp tới, tức là chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, mục tiêu của toàn hệ thống ngân hàng là sẽ phải đưa nợ xấu về dưới mức 3%. Đây là một thách thức không nhỏ đối với cả hệ thống ngân hàng. Chưa có thời kỳ nào mà các ngân hàng lại phải tập trung cao độ cho việc xử lý nợ xấu như hiện nay. Ngân hàng này, dù chưa có năm nào có nợ xấu vượt ngưỡng 3% so với tổng dư nợ, nhưng vẫn đặt ra mục tiêu đưa nợ xấu của hệ thống về dưới 2% ngay trong năm nay. Cuối năm 2014 là 2,84%. Nhưng hiện nay thì với những giải pháp tích cực mà cũng như là các ngân hàng khác thôi. Một mặt là mình phải tự giải quyết nợ xấu để phối hợp với khách hàng và thu hồi nợ. Mặt khác là cũng bàn với ngân hàng nhà nước rồi có cái bán nợ
cho VMC. Thì có thể nói là tôi làm lĩnh vực ngân hàng cũng 20 năm rồi, nhưng chưa bao giờ lại có cái chỉ đạo quyết liệt về vấn đề là tái cơ cấu và giải quyết nợ xấu như năm 2015. 5 năm trước, mức nợ xấu của ngân hàng này lên tới mức 6-7%. Và để đưa về được ngưỡng thấp và an toàn như hiện nay, gần như toàn bộ ngân hàng này phải tập trung xử lý nợ xấu trong suốt 5 năm qua. Đến nay thì cái tỷ lệ nợ xấu nó đã xuống dưới mức yêu cầu, tức là thấp hơn rất nhiều so với mức 3%, nó chỉ có khoảng 0,68% thôi. Cái đó, việc đó mà làm được ấy, thì cũng có một mặt là tất cả những cái khoản nợ xấu cũ chúng tôi cố gắng là đôn đốc giáo diết để thu hồi, xử lý tài sản, mặc dù rằng là các cơ chế pháp luật hoặc các khung pháp luật nó cũng chưa được đồng bộ lắm, nhưng mà đã cố gắng cho nên là cũng xử lý được rất là nhiều. Và tất nhiên ngân hàng cũng phải hy sinh quyền lợi để cũng chia sẻ khó khăn với những khách hàng mà họ có nợ xấu, để cùng giúp họ là xử lý được và hài hòa lợi ích của cả hai bên. Tích cực bán nợ cho công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng VAMC, đó là một trong những biện pháp chủ lực trong lúc này để các ngân hàng giảm được nợ xấu về dưới 3%. Mục tiêu, hết tháng 9, VAMC phải hoàn tất việc mua 80.000 tỷ đồng nợ xấu để đưa mức nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng về dưới ngưỡng 3%. Và đến thời điểm này, tiến độ mà VAMC đã đạt được khoảng 80% kế hoạch. Đến giờ phút này, là VMC đã nhận được hồ sơ mà các tổ chức tín dụng gửi lên đến là đến khoảng 80% trên tổng số là 80.000 tỷ. Còn lại 20% trong thời gian 2 tháng nữa thì tôi cũng tin chắc rằng là các tổ chức tín dụng cũng sẽ tập trung gửi hồ sơ bán nợ xấu cho VMC và chúng tôi sẽ đạt được cái kế hoạch. Từ khi thành lập đến nay, VAMC đã mua được khoảng 150.000 tỷ đồng nợ xấu. Rõ ràng, việc đưa khoảng 7,5 tỷ đô la nợ xấu ra khỏi hệ thống sổ sách kế toán của các ngân hàng đã giúp cho các báo cáo tài chính của các ngân hàng trở nên sạch sẽ hơn. Và điều này đã giúp cho con số nợ xấu của toàn hệ thống hiện về mức khoảng 3,49%. Và để đưa về dưới ngưỡng 3% là điều sẽ hoàn toàn khả thi. Nhưng vấn đề là phải làm gì với số nợ xấu mà VAMC đã mua về thay vì chỉ quy tập về một chỗ như hiện nay. Chiều ngày 20 tháng 7, giá bán lẻ xăng dầu đã giảm từ 260 đồng đến 1.128 đồng một lít. Như vậy là tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 4 lần tăng và 4 lần giảm. Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương Tài chính, từ 15 giờ ngày 20 tháng 7, giá xăng RON 92 đã giảm 260 đồng một lít, xuống còn 20.120 đồng một lít. Riêng xăng E5 có mức giảm nhiều hơn với 425 đồng một lít, xuống còn 19.625 đồng một lít. Các loại dầu có mức giảm nhiều nhất khi là dầu diesel giảm 1.112 đồng một lít xuống còn 14.681 đồng một lít, dầu hỏa giảm 1.128 đồng một lít xuống còn 13.750 đồng một lít và dầu mazut giảm 872 đồng một kg xuống còn 11.434 đồng một kg. Đồng thời, với việc giảm giá bán lẻ xăng dầu, thì Liên Bộ Công Thương Tài chính cũng quyết định giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu và ngừng chi sử dụng quỹ này. Nguyên nhân giảm giá bán lẻ xăng dầu là do giá bình quân xăng dầu thành phẩm thế giới trong vòng 15 ngày qua đã giảm nhiều so với trước. Trong phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung chính. Khoảng 16.000 đến 17.000 người đang chấp hành án phạt tù sẽ được hưởng đặc xá trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Đại hội toàn quốc lần thứ 2 nhiệm kỳ 2015-2020 Tổng hội Người Việt Nam tại Lào. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến có khoảng 16.000 đến 17.000 người đang chấp hành án phạt tù sẽ được hưởng đặc xá trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Tại hội nghị triển khai công tác đặc xá 2015 vào chiều ngày 20 tháng 7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2015 đã yêu cầu phải công bố thông tin đầy đủ, công khai để người đang chấp hành án phạt tù có thể hiểu rõ về điều kiện tiêu chuẩn, tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tự đối chiếu, giám sát hoạt động của cơ quan chức năng. Theo quyết định của Chủ tịch nước, đợt đặc xá năm nay được áp dụng với những người đã chấp hành án phạt tù ít nhất 1/3 thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn, ít nhất là 14 năm đối với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Ngoài các điều kiện nói trên, phạm nhân được xét đặc xá phải chấp hành xong hình phạt bổ sung như là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, tiền truy thu, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác. Có 13 trường hợp không được xét đặc xá, trong đó có những đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu sẽ kết thúc vào cuối năm nay, năm 2015. Các quốc gia trên thế giới đang tiến tới đàm phán một công ước mới thay thế và mỗi nước sẽ phải chuẩn bị một bản dự kiến đóng góp do quốc gia tự quyết định. Nhằm đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, bản dự kiến của 4 quốc gia Pháp ngữ tại châu Á-Thái Bình Dương là Việt Nam, Campuchia, Lào và Vanuatu. Sáng ngày 20 tháng 7, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khu vực chia sẻ kinh nghiệm soạn thảo, dự kiến đóng góp do quốc gia tự quyết định. Việt Nam là một trong các quốc gia đang đối mặt với các thách thức về biến đổi khí hậu và là một trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mực nước biển dâng. Theo các chuyên gia, từ nay đến năm 2050, mực nước ở đồng bằng sông Cửu Long có thể dâng cao 2 mét so với hiện nay, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 20 triệu dân đang sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa. Chính vì vậy, Việt Nam đang rất quan tâm đến những giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường bền vững cho các thế hệ tương lai. Hiện nay thế giới đang rất khẩn trương trong vấn đề để đạt được cái sự đồng thuận vào cái thỏa thuận biến đổi khí hậu mà được đưa ra vào cuối năm nay tại Paris. Không nằm ngoài cái nỗ lực của các nước đang phát triển thì Việt Nam hiện nay đang khẩn trương để xây dựng cái báo cáo về đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định để đóng góp vào cái thỏa thuận toàn cầu 2015 này. Thì mục tiêu của INDC của Việt Nam đưa ra ấy, thì nó sẽ bao gồm là những cái đóng góp của quốc gia khi chúng ta có được sự hỗ trợ quốc tế và khi chúng ta tự nguyện thực hiện trong cái vấn đề về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo các chuyên gia, cam kết của các nước thể hiện trong báo cáo INDC sẽ quyết định thành công của hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP21 sắp diễn ra tại Paris vào tháng 11 tới. Bản dự kiến phải được gửi tới Ban thư ký hội nghị trước tháng 10 năm nay. Hội thảo là cơ hội để nêu bật những khó khăn gặp phải khi soạn thảo dự kiến đóng góp quốc gia. Chúng tôi ở đây với tinh thần đoàn kết giữa các nước tổ chức pháp ngữ, cùng nhau bàn bạc làm thế nào để sau hội nghị Liên Hợp Quốc đó, các nước có thể thiết lập các công cụ về chiến lược quốc gia và về chương trình hành động quốc gia. Những dự kiến đóng góp đều dựa trên những chương trình phát triển đã có tại mỗi nước. Vì thế, từ những sáng kiến khác nhau và những dự án khác nhau, mỗi nước có thể xây dựng những đóng góp phù hợp. Điều đó vô cùng quan trọng. Không có phương pháp hay đóng góp nào giống hệt nhau. Mà trái lại, những đóng góp đó đều dựa vào tình hình của mỗi nước. Tính đến tháng 6 năm nay, đã có 16 quốc gia, nhóm quốc gia đã nộp dự kiến đóng góp do quốc gia tự quyết định cho Ban thư ký hội nghị COP21. Là một nước đang phát triển, trong thời kỳ đầu tiên của cam kết Nghị định thư Kyoto từ năm 2008 đến năm 2012, Việt Nam chưa phải giảm phát thải khí nhà kính, định lượng như các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, Việt Nam dự kiến sẽ giảm từ 12,5% đến 25% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030, tương đương khoảng 772 triệu tấn CO2. Như chúng tôi đã đưa tin, tiến sĩ Jill Biden, phu nhân Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đến Việt Nam trong hai ngày 19 và 20 tháng 7. Đây là chặng dừng chân thứ hai của bà trong chuyến công du 4 quốc gia tại châu Á nhằm thúc đẩy tạo thêm cơ hội kinh tế và giáo dục cho phụ nữ. Trong ngày 20 tháng 7, bà đã có chuyến thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám và thăm trại trẻ mồ côi HIVS ở Ba Vì, Hà Nội. Đón tiếp bà Biden tại Văn Miếu có bà Mai Thị Hạnh, phu nhân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tại buổi chiêu đãi tại đây, bà Mai Thị Hạnh giới thiệu với bà Jill Biden đôi nét về Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hai bên cũng đánh giá cao những tiến triển tích cực và thực chất trên tất cả các lĩnh vực trong quan hệ hai nước thời gian qua, cũng như các lĩnh vực tiềm năng cho hợp tác như bình đẳng giới và giáo dục cho phụ nữ. Kết thúc chuyến thăm Văn Miếu, bà Biden cùng đoàn đại biểu đến thăm khu vực chăm sóc trẻ em thuộc Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động xã hội số 2 tại Ba Vì, Hà Nội, nơi nuôi dưỡng nhiều trẻ em mồ côi và nhiễm HIV/AIDS. Tại đây, bà đã tìm hiểu thêm những cố gắng của chính phủ Hoa Kỳ trong việc giúp ngăn chặn HIV/AIDS tại Việt Nam. Bà cũng nhấn mạnh việc sẽ phát huy vai trò của mình trong việc hỗ trợ Việt Nam trong trợ giúp nhân đạo và giáo dục. Bản thân tôi cũng là một giáo viên và sẽ gặp lại sinh viên của mình trong vài tuần sắp tới. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến tất cả các giáo viên ở đây. Thì đặc thù của đơn vị hiện nay thì cũng đang quản lý là gần 80 trẻ bị nhiễm HIV bị bỏ rơi trên địa bàn của thành phố. Tiếp được cái sự quan tâm của rất nhiều các tổ chức như là tổ chức của Khu Nhi Thế Giới hoặc là cái quỹ Bill & Melinda Gates hỗ trợ về y tế và điều trị. Cho nên là chúng tôi cũng nghĩ là bà lên một là thăm các cháu, hai là cũng xác định xem là
trong cái thời gian trước để mà hỗ trợ về thuốc như là ARV để cho trẻ, thì cái sức khỏe của trẻ tiến triển như thế nào? Việt Nam là điểm dừng chân thứ hai của bà Joe Biden trong chuyến thăm châu Á cùng các nước Hàn Quốc, Việt Nam và Lào. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Mỹ. Cùng ngày, bà Joe Biden ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh và sẽ đến Lào sau khi rời Việt Nam. Đại hội toàn quốc lần thứ hai nhiệm kỳ 2015-2020 Tổng hội Người Việt Nam tại Lào đã diễn ra sáng ngày 20 tháng 7 tại trụ sở Tổng hội ở thủ đô Viên Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tham dự đại hội có nhiều đại diện tổ chức cơ quan chức năng của Lào và Việt Nam cùng hơn 70 đại biểu đại diện cho Hội Người Việt tại Lào. Tại đại hội, Tổng hội đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 1 kể từ khi được thành lập từ ngày 19 tháng 8 năm 2009 đến nay. Phát biểu tại đại hội, đánh giá cao những kết quả của Tổng hội khóa 1 đã làm được, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam mong muốn Tổng hội khóa mới sẽ tiếp tục vận động bà con đoàn kết, gắn bó với nhân dân Lào, xây dựng đất nước Lào phát triển, phồn thịnh, chung tay vun đắp mối quan hệ Lào-Việt ngày càng bền chặt và có nhiều hoạt động hướng về quê hương, đất nước. Đảng nhà nước ta chúng ta luôn luôn coi trọng bà con người Việt Nam ở nước ngoài như là bộ phận máu thịt của mình. Tôi tin rằng trong cái nhiệm kỳ thứ hai này, thì với một cái đội ngũ ban chấp hành rất là năng động, trẻ và có cái quyết tâm, và tất cả đều đồng lòng có quyết tâm để mà cùng đưa cái cộng đồng người Việt Nam chúng ta ở Lào đoàn kết để cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau hướng về Tổ quốc, để làm sao mà chia sẻ, duy trì được cái nền bản sắc văn hóa của người Việt chúng ta, để làm sao chúng ta xây dựng được những cái trung tâm văn hóa, những cái trường học cho các cháu, để làm sao qua các cái thế hệ con em chúng ta sinh ra ở Lào ấy, ngoài văn hóa của Lào, ngoài tín ngưỡng của Lào, chúng ta còn duy trì được cái văn hóa của cái dòng giống của con lạc trống hồng của chúng ta. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành Tổng hội Người Việt Nam tại Lào khóa 2, gồm 23 thành viên, do ông Nguyễn Duy Trung làm chủ tịch. Thay mặt ban chấp hành, Tổng hội nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Duy Trung khẳng định, cùng với việc triển khai phương hướng hoạt động đã được đại hội thông qua, Tổng hội cũng sẽ đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ kế cận cho các cấp hội. Chúng tôi là quyết tâm làm thế nào nâng được cái duy trì cái bản sắc văn hóa của Tổ quốc Việt Nam chúng ta, và đồng thời khuyến khích động viên các cái lớp trẻ để cho càng ngày càng nhiều hơn vào hoạt động cùng với cộng đồng. Cộng đồng người Việt tại Lào được hình thành đã qua nhiều thế hệ, đến nay đã là thế hệ thứ tư, thứ năm và là một trong những cộng đồng ngoại kiều đông nhất tại Lào. Hiện có khoảng 100.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm ăn tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Một mái ấm Việt giữa lòng thủ đô London, nước Anh. Đây là ý tưởng của bà con kiều bào Việt Nam tại Vương quốc Anh, được bắt đầu thực hiện từ năm 2014. Mới đây, chương trình mái ấm Việt lần thứ 5 đã được bà con tổ chức. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng Hội Người Việt Nam tại Anh mong muốn mái ấm Việt sẽ trở thành một chương trình định kỳ hàng quý, là sân chơi gặp gỡ giao lưu giúp bà con vơi bớt nỗi nhớ quê hương. Ghi nhận của nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Anh. Đã là lần thứ 5 mái ấm Việt được tổ chức. Địa điểm lần này là tại khu Hackney, được coi như thủ phủ của cộng đồng người Việt ở London. Giản dị nhưng ấm cúng, bà con kinh doanh nhà hàng mỗi người góp chút đồ ăn thức uống, những món ăn đậm truyền thống phong vị Việt, trải lòng với các ca khúc về quê hương, trong một không gian ấm áp giữa những người đồng hương với những hình ảnh đặc trưng Việt Nam. Hội Người Việt Nam tại Anh hiện nay có khoảng 50.000 người. Chương trình Mái ấm Việt là do sáng kiến của bà con ở trong cộng đồng, bởi vì bà con ở đây rất là thiếu sân chơi và thiếu cái địa điểm để mà gặp mặt nhau. Chúng tôi tổ chức là cứ mỗi 3 tháng một lần, và qua 5 lần tổ chức như vậy thì bà con cảm thấy rất là phấn khởi và rất là vui vẻ, ngày càng đoàn kết hơn. Một buổi chiều gặp gỡ, nói tiếng Việt, ăn món Việt, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống hiện tại, về quê hương, hay đơn giản là cùng nhau đánh một ván cờ. Giản dị nhưng cũng tạm khiến những người con xa xứ lâu cảm thấy ấm lòng hơn. Chương trình thời sự cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube VTV4Go của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.